Câu 35 cho hình chấm S nè. Cho hình chấm S A B C. Tam giác A B C vuông tại B. AB bằng 2, BC bằng 3A. Xin lỗi, AB bằng A, BC bằng 3A. SA vuông với mặt đáy, được chưa? Rồi, SA là căn 30A. Rồi, tính góc hợp bởi góc giữa SC với mặt đáy. Khi để giải quyết được bài này thì các bạn dùng phương pháp chiếu xuống mặt đáy. S chiếu xuống mặt đáy chính là S chiếu là vuông góc với các bạn. Xin lỗi, C chiếu xuống là C. S chiếu xuống chính là vuông góc này, vậy là A. Được chưa? Thì các bạn nối hai cái hằng A với hằng C lại thì cái góc tạo bởi S C với lại A AC chính là góc cần tìm, được chưa? Khi tính góc của một tam giác thì các bạn nhớ kiếm cái tam giác vuông, được chưa? Và dùng sin cos tan. Thì bước đầu tiên các bạn có AB là A nè, BC là 3A nè, thì các bạn tính được AC, áp dụng định lý Pythagore. Thì ta có AC bình bằng AB bình cộng cho BC bình, thì AC bình sẽ bằng là A bình cộng cho 3A tất cả bình, thì sẽ ra là 10A bình. Vậy AC sẽ bằng là căn 10 nhân A. Ok chưa? Khi đoạn AC có đoạn SA có là căn 30 nhân A, thì các bạn xét tam giác SAC vuông tại tam giác SAC vuông tại A, thì ta dùng sin cos tan. Thì để dễ thì các bạn đọc ra sẽ ở đây nè, mình vẽ ra để cho các bạn dễ thấy. S nè, A nè, C là tính góc này nè, được chưa? Đây là đối nè, đây là huyền nè, đây là kề nè. Thì sin đi học là đối chia huyền, được chưa? Mà huyền chưa có, không được, dùng sin. Có góc ngoài, kề chia huyền chưa có, không dùng được. Tan, thôi đừng khóc. Tan là thôi đừng khóc là đối chia kề, vậy dùng tan góc C sẽ bằng đối là SA chia cho AC. SA của mình là căn 30A và AC là căn 10A. A rút rồi, vậy sẽ bằng là căn 3. Tan của góc tan C bằng căn 3, vậy C sẽ là góc bao nhiêu ạ? Các bạn có thể dùng máy tính bấm ra thì nó sẽ ra là góc 60 độ. Ok chưa? Và các bạn chọn đây câu C.